Chào mừng mọi người đến video clip tiếp theo của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cũng như là quay sơ lược cho mọi người thấy hiện tại sau lưng mình đây đang là 4 trụ sạc của VinFast Phú Mỹ Hưng đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Như mọi người thấy thì ở đây bên mình đã lắp đặt và hoàn thành xong hết tất cả 4 trụ sạc này và sẽ hoàn thành chính thức. Và như vậy thì chắc chắn rằng khi tất cả quý khách hàng nào mua xe tại VinFast Phú Mỹ Hưng sẽ yên tâm về cái vấn đề là sạc pin, hoặc là chúng ta đang sử dụng xe điện thì hoàn toàn có thể sử dụng trạm sạc này khi ghé ngang VinFast Phú Mỹ Hưng. Và cũng chia sẻ với mọi người luôn, đây là những trạm sạc có công suất là 30 kW. Như vậy thời gian sạc từ 10 tới 70% mất thời gian trong khoảng vòng là 1 tiếng đồng hồ. Thì như vậy chúng ta có thể hoàn toàn ghé đây, khu vực đây để sạc pin và uống nước, nghỉ ngơi hoặc làm tất cả các dịch vụ liên quan về bảo dưỡng, bảo hành xe. Cùng với đó, sau này khi mà mình mua xe VinFast VB34 tại VinFast Phú Mỹ Hưng thì hoàn toàn yên tâm về tất cả những dịch vụ đi kèm, từ việc mua xe điện nè, xong sau đó dịch vụ bảo hành, sửa chữa trạm sạc thì tất cả sẽ được có đầy đủ tại VinFast Phú Mỹ Hưng mình đây. Bây giờ thì mọi người tiến sát gần lại đây để mình giới thiệu cũng như là xem sơ lược thôi chứ cũng không gọi là giới thiệu nữa. Thì trụ sạc đây của mình đã được hoàn thành xong. Thì ở đây sẽ có bao gồm 4 trụ sạc. Thì phần trên nó sẽ là khu vực màn hình, màn hình để mình có thể xem được cái thông số của cái trụ sạc. Và dưới đây chúng ta sẽ có, ở dưới đây chúng ta sẽ có cái đầu sạc để có thể cắm vào xe. Và khu vực này, đây là cái khu vực mà để mình khi mà hoàn thành xong thì ta có thể bỏ cái đầu sạc cắm vào đây để cho an toàn cũng như chống nước. Và chắc chắn với mọi người rằng trụ sạc nếu lắp ở khu vực ngoài trời này thì tiêu chuẩn chống nước chắc chắn là sẽ có, nên mình an tâm trong quá trình sử dụng hay là sạc pin tại VinFast Phú Mỹ Hưng. Khi mọi người sử dụng tất cả các dịch vụ tại đây thì hoàn toàn yên tâm và chắc chắn rằng VinFast Phú Mỹ Hưng mình tin rằng sẽ đem lại những hài lòng từ dịch vụ cho tới việc bán hàng đối với tất cả quý khách hàng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem sơ lược hình ảnh về trạm sạc tại VinFast Phú Mỹ Hưng mình nó sẽ như thế nào. Cảm ơn mọi người đã xem qua video clip ngày hôm nay. Nếu mọi người có thắc mắc về vấn đề trụ sạc hay là trạm sạc hay các vấn đề về giá của xe thì có thể gọi ngay tới số hotline của mình là 0906 648 952. Cảm ơn mọi người đã xem qua video clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. I want you to say